em xin chào các bác, hôm nay thì tiện một cái đơn hàng của một cái bác khách, bác ấy vào lấy cái bộ chọn bài hát karaoke mang nhãn hiệu của Vila KTV các bác nhé, đây ạ, sản phẩm đây ạ, Vila KTV và mã sản phẩm ở con này là Vila KTV V62 cộng chạy ổ cứng 4T và cái dòng này là dòng đời cao của hãng Vila KTV. thì em nói sơ qua một số những cái tính năng chính của con này, thứ nhất đây con này là dòng đầu đời cao có cổng HDMI này có đường cổng quang, đường tín hiệu cổng quang này cho hình ảnh âm thanh rất là sắc nét và rất là hay. À, tiếp đến con này là màn hình cảm ứng, có là màn hình 19 inch mà cảm ứng màu đỏ và chân đây ạ, cái sản phẩm đấy đây ạ. À, cái sản phẩm này thì ổ cứng của nó 4T với dữ liệu bài hát thì cực kỳ nhiều các bác nhé Bài hát thì cực kỳ nhiều, thoải mái luôn ạ Ở à, đây thì em sẽ quay qua một lượt này Thì đối với cái dòng của Vila KTV ấy, thì trước đây người ta sản xuất ý, mấy cả những cái sản phẩm mà Vila làm ra thì cấu hình của nó rất là chắc chắn và đặc biệt là cái mạch điện ở bên trong thì cực kỳ là 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 cẩn thận của villa đây à, và còn nguyên tem mát của villa các bác nhé ở đây thì em vừa nhập về được hai bộ à, vừa nhập về được hai bộ thì ở đây bác khách bác vào ba lấy một bộ rồi đấy thì còn một bộ ở dưới thì bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em đây thì ở phía mặt trước con này nhé các bác nhé mặt trước con này là mặt đen bóng nhìn trông nó rất là sang trọng à, đây là màn hình cảm ứng màu đỏ đấy ạ màn hình cảm ứng màu đỏ và cái con này thì nó có rất nhiều những chức năng chọn bài ca sĩ tên ca bài hát à, các kiểu luôn à, Và cảm ứng thì rất là mượt và còn cái cấu hình đằng sau cái đầu đây thì em cũng quay qua cái sản phẩm này đây ạ à, Thứ nhất là đây có đường dây dây kia à, dây kia cảm ứng con này thì nó rất là chắc chắn rất là chắc chắn luôn như của Vietca Việt Ca thì Việt Ca TV nó chỉ có một cái dây dây nhỏ nhỏ thôi nhưng đối với cả cái Villa thì cái dây kia của nó rất là chắc chắn và bắt được bắt hai cái ốc này nó rất là chắc chắn nó không hay bị lỏng đấy còn còn Việt Việt Ca thì nhiều cái nó hay bị lỏng cái dây kia lắm nhiều khi là nó không bị cả, tuột dây kia nó không cảm ứng được nên phải cắm lại dây kia và reset lại máy à, con này có đường HDMI nhá đưa hình ảnh lên sắc nét này à, dây này dây là VGA lên ra màn hình cảm ứng và con này nó đường cấp quang và cũng có đường AV bình thường các bác nhé đấy là một số những cái cấu hình ở con này. Đây các bác sẽ nhìn ở phía đằng sau à, Villa KTV. đấy thì em chỉ làm một cái video ngắn giới thiệu nhanh về cái sản phẩm này đấy tiện một cái đơn hàng bác khách bác khách vào bác lấy thì em để mô luôn các bác. À, chân con này là chân chân cong các bác nhé, chân cong, à, chân bằng hợp kim sắt à, chân cong, màn cảm ứng màu đỏ và con này thì tiếng rất là ok. và đặc biệt giá thành con này bán thì cực kỳ hợp lý các bác nhé đầu chạy ổ cứng 4T HD nhưng mà giá thành cực kỳ hợp lý đấy bác nào có nhu cầu về cái sản phẩm này thì liên lạc bên em ngoài cái thiết bị ra thì còn bên em còn rất nhiều những cái thiết bị mà cung cấp cho phòng hát karaoke thì bác nào cần nhu cầu về cái sản phẩm nào thì liên lạc với bên em. Đấy, giá thành rất là hợp lý cho các bác ạ cảm ơn các bác đã theo dõi video và các bác theo dõi video thì nhớ đăng ký kênh của lương âm thanh để ủng hộ em nhé ở dưới những cái video các bác đang xem này thì có chữ nút đăng ký thì các bác ấn vào đấy để đăng ký kênh của em nhé cảm ơn các bác đã theo dõi video xin chào các bác ạ